Bản tin COVID-19 ngày 2 tháng 8 năm 2021 của báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Cả nước vẫn thêm hàng ngàn bệnh nhân mới. Hai bệnh viện tư nhân thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 hồi phục sau 6 lần bất tỉnh. Người trong vùng dịch từ chối tiêm vaccine COVID-19 có bị xử phạt. Lao động tự do trông chờ tiền hỗ trợ COVID-19. Đồng Nai trưng dụng nhà giáo lý làm khu cách ly tập trung. Tâm tình ngày xuất viện của bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 12. Ước mơ của 4 thợ hồ kẹt lại Sài Gòn, 2 tuần ăn mì tôm qua bữa. Ông Đoàn Ngọc Hải chính thức nhận xe cứu thương từ nghệ sĩ Việt Hương. Xúc động ở siêu thị Mini không đồng ngày Hà Nội chống COVID-19. Và rất nhiều tin tức phóng sự khác. Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin COVID-19 ngày 2 tháng 8 năm 2021 và đặt câu hỏi tương tác trực tiếp cùng biên tập viên Yến Thi vào lúc 20 giờ tối 2 tháng 8 năm 2021 trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Đường link đến livestream bản tin đã được chúng tôi cập nhật ở phần bình luận và mô tả của video này.